Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm video tóm tắt về bộ phim mà đang hot nhất hiện nay, đó là bộ phim Vi Cá Tiên Truyện. Đó là Vi Cá Tiên Truyện là trước của Giang Hồ Chợ Mới ấy. Cái bộ phim này là bây giờ mình sẽ tóm tắt về cái tập 3 của nó. Chắc là mọi người cũng đang chờ đợi tập 3 của nó đúng không? Sau khi tập 2 mà anh Vi Cá bị anh Khùng là thấy Vũ thủ vai là chém đâu hai ba nhát gì đó, cuối cùng là rớt vào cái thau, cuối cùng phải bãi gà là do anh Hứa Minh Đạt. Anh mới tới là anh cứu và kêu ôm lên vai là cõng đi đó, đem đi chữa trị. Khúc đây là bắt đầu hết phim Đó, bây giờ hôm nay mình sẽ tóm tắt lại cái phần 3, cái tóm tắt của cái tập 3 mà khán giả đang chờ đợi. Đó là sau khi anh Vi Cá đó là bị chém đi đó, rồi lúc này Khôn Mật đó, nói chung là tình cảm mà anh em của anh Vi Cá và anh Khôn Mật đó là thì mọi người cũng biết là chơi thân với nhau từ nhỏ, từ thời mà cái truồng tắm mưa đó. Nhưng mà vì thích chị Bảo Ngư đó, nhưng mà nói chung là không ai biết là chỉ vì do anh Khôn Mật cứu anh Vi Cá cho nên mới bị ở trong tù như vậy. Nhưng mà ở ngoài này thì anh Vi Cá lại cưới chị Bảo Ngư, cho nên cái đó là lòng ghen tức và ghen tuông thù oán của anh Khôn Mật mới nổi dậy như vậy. Nói chứ bản chất của ảnh cũng là một người tốt đó. Và trong cái tập 3 này đó thì là giống như sau khi hạ được Vi Cá như vậy, anh Vi Cá phải nhập viện trong một thời gian, thì ở ngoài đây đó là anh Khôn Mật bắt đầu tắc oai tắc oái đó. Nói chung là anh thấy Vũ thủ vai này thì nhiều khi các bạn xem thấy ảnh hài rồi, cho nên bây giờ nhìn thấy qua tới cái cách ảnh mà làm kiểu giang hồ như vậy mình thấy thì cũng mất đi hình tượng quá, nhưng mà anh thủ vai rất là đạt, các bạn thấy đạt không, quá chuẩn luôn đi chứ. Ừ, đó nhiều khi mình thấy là như vậy. Nói chung bây giờ cái tập 3 đó, cái tập 3 này là cái phần mà quan trọng nhất rồi. Sau khi mà anh Bãi Gà nói với là từ bây giờ là mày sẽ trở thành đại ca của cái khu chợ cá nữa đó, đó sau này đứng ngang hàng với ảnh đó, thì nói chung là anh Khôn Mật thì anh thấy anh cũng chịu, nói là anh Bãi Gà có tiếng nói. Nhưng mà nói chung anh, các bạn biết anh Bãi Gà mà, giang hồ anh Bãi Gà mà, khi mà vô chợ cá mà lúc A Chề nói với bà dì Ba đó là ai cũng cười, là các bạn đã hiểu là lời nói của anh cũng giá trị như thế nào rồi đó. Thì nói chung là nó là như vậy. Rồi bây giờ là đến cái phần mà sau khi anh Vi Cá đánh nằm viện á, tình những trong một thời gian thì ở ngoài này bắt đầu ông sói sẽ giao những nhiệm vụ, và bây giờ khi đó đó là chị Bảo Ngư thì phải lo chăm sóc cho anh này, rồi bây giờ cá heo cái ấy đâu cũng phải chạy đôn chạy đáo vì anh Vi Cá đại ca của mình nhập viện rồi đó. Nói chung là phần 3 sẽ tông tuần sau nè, là bắt đầu qua ngày hôm nay là qua tuần sau đó, là nó sẽ chuẩn bị công chiếu. Mình thấy là anh Quách Ngọc Thiên anh cũng có live stream để anh nói về quá trình công chiếu của tập 3 đó. Nhưng mà các bạn xem phim thì các bạn cũng thấy đó, là nói chung ảnh là người sống có tình có nghĩa, còn anh Khôn Mật thì thôi rồi này. Nói chung phải chèn ép hết tất cả, đạp chà đạp hết những người xung quanh để có thể bước lên được vị trí cao. Đó là cái sống của anh, còn anh Vi Cá là sống theo có tình có nghĩa thôi đó. Nhiều khi sống ở đời mà tốt quá cũng bị người ta nói này nói nọ, nhưng mà nói chung thì theo các bạn thấy thì cuối cùng thì anh ta cũng sẽ phải lên làm chợ nắm chùm của cái khu chợ cá, từ đó mới có Vi Cá, cá con mới phát triển thành Vi Cá. Còn không biết phần thứ hai là sẽ anh ta sẽ có lục đục gì với chị Bảo Ngư để gây hiềm khích với anh Bãi Gà. Mới qua cái phần thứ hai là bộ mà Giang Hồ Chợ Mới đó, là Vi Cá và Bãi Gà giống như thù ghét nhau đó, chắc chắn là sẽ có. Nói chung là các bạn hãy cố chờ đi, trong tuần sau là sẽ có tập 3, các bạn xem sẽ thấy hay hơn. Nói chung khi anh Vi Cá nằm viện thì chúng ta cũng hơi buồn một chút, nhưng mà phim mà nằm thì khoảng chừng vài ngày là ra thôi, là bắt đầu có thể tung hoành chiến đấu trực tiếp rồi đó. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha, cứ ráng chờ đi, tập ở tuần sau sẽ có Vi Cá Tiền Truyện tập 3 cho. Bữa mình xem thấy cái hậu trường cũng hay lắm. Ồ, chạy chạy lời của tập 3 là cũng hay á nha. Còn mấy các bạn cứ comment ở bên dưới đi, các bạn cứ comment ở bên dưới rồi mình sẽ cho cái link xem trailer. Tên kênh của anh Bách Ngọc Tiên không có đâu. Cảm ơn.